10 lợi ích tuyệt vời của tinh dầu oải hương Pháp French Lavender đối với sức khỏe. Oải hương giống Pháp được trồng tại Pháp, mùi nhẹ, ngọt và thanh, mùi thơm dịu dàng phảng phất lâu trong phòng. Lợi ích dưới đây chỉ tác dụng với loại tinh dầu oải hương French có chứng nhận hữu cơ hoặc tinh khiết. 1. Bảo vệ chống oxy hóa tế bào. Độc tố, hóa chất và chất ô nhiễm chịu trách nhiệm tắt hệ thống miễn dịch của bạn và có thể gây ra thiệt hại không thể tin được cho cơ thể của bạn. Tinh dầu oải hương là một chất chống oxy hóa tự nhiên có tác dụng ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tật. Hoa oải hương có hoạt tính chống oxy hóa và giúp ngăn ngừa hoặc đẩy lùi stress oxy hóa. 2. Điều trị tiểu đường tự nhiên. Trong nghiên cứu động vật kéo dài 15 ngày, kết quả mà các nhà nghiên cứu quan sát được là hoàn toàn tuyệt vời. Điều trị bằng tinh dầu oải hương đã bảo vệ cơ thể khỏi các triệu chứng tiểu đường sau đây. Tăng đường huyết, dấu hiệu đặc trưng của bệnh tiểu đường, rối loạn chuyển hóa, đặc biệt là chuyển hóa chất béo, tăng cân, suy giảm chất oxy hóa gan và thận, rối loạn chức năng gan thận, lipoproteins hóa gan và thận, khi các gốc tự do lấy phân tử chất béo cần thiết từ màng tế bào. Để sử dụng dầu oải hương cho bệnh tiểu đường, hãy bôi nó lên cổ và ngực của bạn, khuếch tán, xông hương nó tại nhà hoặc pha vào nước tắm vì lợi ích sức khỏe. 3. Cải thiện tâm trạng và căng thẳng. Trong những năm gần đây, dầu oải hương đã được ưu tiên vì khả năng độc đáo, bảo vệ chống lại tổn thương thần kinh. Theo truyền thống, hoa oải hương đã được sử dụng để điều trị các vấn đề về thần kinh như đau nửa đầu, căng thẳng, lo lắng và trầm cảm. Để giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ, hãy đặt máy khuếch tán cạnh giường và khuếch tán tinh dầu trong khi bạn ngủ vào ban đêm hoặc trong phòng gia đình, trong khi bạn đọc sách hoặc thư giãn vào buổi tối. Bạn cũng có thể thoa tinh dầu oải hương tại chỗ sau tai để có những lợi ích tương tự. 4. Hỗ trợ chức năng não. Lợi ích thần kinh của tinh dầu oải hương không dừng lại ở khả năng điều trị trầm cảm và tăng cường tâm trạng. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng dầu oải hương đóng vai trò là phương pháp điều trị tự nhiên cho bệnh Alzheimer. Các nghiên cứu được thực hiện trên chuột cho thấy hít phải hơi tinh dầu oải hương có thể giúp ngăn ngừa stress oxy hóa não và cải thiện suy giảm nhận thức. Để hỗ trợ hệ thần kinh với dầu hoa oải hương, hãy khuếch tán nó tại nhà, hít trực tiếp từ chai hoặc bôi tại chỗ vào thái dương và sau gáy. 5. Chữa lành vết bỏng và vết cắn. Trong nhiều thế kỷ, dầu oải hương đã được sử dụng để ngăn ngừa nhiễm trùng khác nhau và chống lại các rối loạn vi khuẩn và nấm. Dầu hoa oải hương tăng tốc độ chữa vết bỏng, vết cắt, vết trầy xước và vết thương. Để giảm bỏng và chữa lành vết cắt, vết trầy xước hoặc vết thương, hãy trộn 3 giọt dầu hoa oải hương với 1/2 muỗng cà phê dầu dừa và thoa hỗn hợp lên vùng cần quan tâm. 6. Giảm đau đầu. Nếu bạn là một trong hàng triệu người đang phải vật lộn với chứng đau đầu do căng thẳng hoặc đau nửa đầu, dầu hoa oải hương có thể chỉ là phương thuốc tự nhiên mà bạn đã tìm kiếm. Nó là một trong những loại tinh dầu tốt nhất cho đau đầu vì nó giúp thư giãn và giảm căng thẳng. Nó hoạt động như một thuốc an thần, chống lo âu, chống co giật và làm dịu. Bạn có thể dùng tinh dầu oải hương bạc hà hoặc tinh dầu hoa oải hương khuếch tán hoặc hít trực tiếp từ chai cũng có thể giúp giảm đau đầu. 7. Cải thiện giấc ngủ và mất ngủ. Do đặc tính an thần và làm dịu, dầu hoa oải hương có tác dụng cải thiện giấc ngủ và điều trị chứng mất ngủ. Hít phải hoa oải hương đã cho thấy làm giảm rối loạn giấc ngủ, cải thiện chất lượng và thời gian ngủ, chống lại chứng mất ngủ và cải thiện sức khỏe tổng thể. Bạn có thể xoa từ 3 đến 5 giọt trực tiếp lên cổ, ngực và thái dương. Tắm bồn tắm chữa bệnh bằng cách thêm 15 giọt dầu oải hương và một chén muối biển vào bồn tắm là một cách hiệu quả khác để sử dụng dầu hoa oải hương để cải thiện giấc ngủ và thư giãn cơ thể. 8. Giảm đau. Chỉ cần trà sát hoa oải hương vào khu vực quan tâm có thể làm giảm viêm và cường độ đau, giúp giảm bớt các triệu chứng của nhiều tình trạng sức khỏe. Dầu oải hương khi được massage vào da có thể giúp giảm đau bụng kinh, có liên quan đến đau bụng kinh và chuột rút ở bụng dưới. Kết quả của một nghiên cứu cho thấy rằng dầu hoa oải hương có thể sử dụng như một phương thuốc tự nhiên cho chuột rút và kinh nguyệt. 9. Thúc đẩy làn da và mái tóc khỏe mạnh. Sử dụng dầu oải hương tại chỗ có thể giúp cải thiện một số tình trạng da, từ vết loét cho đến phản ứng dị ứng, mụn trứng cá và đốm đồi mồi. Đặc tính chống viêm và chống oxy hóa của nó giúp giảm bớt tình trạng da khô, sệ và đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng dầu oải hương cùng với các loại tinh dầu khác như húng tây, hương thảo
và gỗ tuyết tùng có thể cải thiện đáng kể chứng rụng tóc và rụng tóc khi massage vào da đầu hàng ngày. 10. Liệu pháp bổ sung cho bệnh ung thư. Sử dụng dầu oải hương giúp bệnh nhân ung thư đối phó với căng thẳng, buồn nôn, đau mãn tính và trầm cảm. Bởi vì dầu oải hương có tác dụng kích thích hệ miễn dịch, tăng cường tâm trạng, cải thiện giấc ngủ và chống lại căng thẳng. Nó có thể được sử dụng như một tác nhân trị liệu. Xoa bóp dầu oải hương vào phía sau cổ, ngực, cổ tay và thái dương có thể tạo ra các hiệu ứng thư giãn và làm dịu. Nếu bạn đang bị đau cơ hoặc đau khớp hoặc đau tại chỗ tim, hãy bôi 2 giọt hoa oải hương lên vùng bị ảnh hưởng. Để giảm căng thẳng và lo lắng và cải thiện giấc ngủ, hãy khuếch tán hoa oải hương hoặc hít trực tiếp từ chai. Điều này có thể đặc biệt hữu ích trước và sau khi phẫu thuật và điều trị hóa trị. Tinh dầu oải hương Pháp True Lavender, French Lavender, Spy Lavender nhập khẩu trực tiếp từ Pháp, lấy chứng nhận kosher về độ tinh khiết chỉ có tại Aroma, giá bán chuẩn quốc tế 320.000 đồng một chai 10ml. Hiệu quả cảm nhận ngay sau lần đầu sử dụng. Bạn đừng nhầm lẫn tinh dầu oải hương Pháp với tinh dầu oải hương khô Dry Lavender, Lavendin, có mùi nồng, ngọt và hăng nhẹ, có tác dụng kháng khuẩn, khử mùi hơn trị liệu. Aroma. Bring nature home.